Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Lào Cai, Tây Bắc. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, hôm nay ngày 18 tháng 1, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cùng đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai và người dân thôn Sùng Hoảng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và huyện Bát Sát. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Doanh ở thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, là mẹ hai liệt sĩ Trần Đồng Khởi và Trần Thị Lý. Đến thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh về kết quả công tác đạt được trong năm 2016 vừa qua. Đặc biệt là trong công tác bảo vệ đường biên mốc giới, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, phối hợp với phía bạn trong hoạt động tuần tra song phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn biên giới. Lực lượng vũ trang Lào Cai cũng thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế và đối ngoại. Các đơn vị vũ trang cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với địa phương, chuẩn bị tổ chức vui xuân đón Tết cho bà con nhân dân địa phương một cách vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Phát biểu chúc Tết cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, Đại tướng Đỗ Bá Tị và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã biểu dương những kết quả mà toàn lực lượng đã đạt được trong năm qua. Tin tưởng các đơn vị sẽ làm tốt công tác trực Tết, đảm bảo chăm lo Tết cho đồng bào khu vực biên giới và cán bộ chiến sĩ một cách đầy đủ, vui tươi. Đồng thời tăng cường tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, chủ động sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cũng trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các hộ dân ở thôn tái định cư Sùng Hoảng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 2 hồi giữa năm 2016. Sáng nay, đoàn công tác quân khu 2 do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết tỉnh ủy Lào Cai. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đã thông tin với đoàn công tác quân khu 2 về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng an ninh năm 2016 của tỉnh Lào Cai. Khẳng định những kết quả mà Lào Cai đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của quân khu 2. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nhân dịp xuân mới Đinh Dậu. Mong muốn sang năm 2017 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 để tỉnh biên giới Lào Cai luôn là phên dậu vững chắc của Tổ quốc. Phó Tư lệnh Quân khu 2 Nguyễn Hồng Thái đã thay mặt đoàn công tác chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện mà Lào Cai đã đạt được trong năm 2016. Chúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2017, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các xã và các gia đình chính sách, người có công tại huyện Bắc Hà nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2017. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi chúc Tết Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hai xã Cốc Lầu và Bảo Nhai. Tại các địa phương đến thăm, đoàn đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm của các địa phương, đặc biệt là đã chủ động cấp gạo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công, gia đình chính sách trên địa bàn, đảm bảo 100% các hộ dân tại địa phương có điều kiện đón Tết. Đồng chí Đặng Xuân Phong lưu ý huyện Bắc Hà cần động viên đồng bào vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, đưa các loại giống cây con có năng suất cao vào sản xuất chăn nuôi, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phải đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán để nhân dân đón Tết yên vui. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết đồng chí Giàng Xeo Phử, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Miền núi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Thăm hỏi tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công, gia đình chính sách tại huyện Bắc Hà. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong đã thăm hỏi, chúc Tết, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng để cộng đồng học tập noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bắc Hà tiếp tục quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn để những người có công với cách mạng và hộ nghèo được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. Tại huyện Bảo Thắng, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Phi Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân viên, học viên Trung tâm Chữa bệnh, Lao động xã hội tỉnh. Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia trực Tết tại các đơn vị Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 254, Tiểu đoàn Cơ động và Trạm Radar 36 Quân chủng Phòng không Không quân. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ làm tốt công tác trực Tết, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Cũng trong chuyến công tác này, đồng chí Đặng Phi Vân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho cán bộ, nhân viên, học viên Trung tâm Chữa bệnh Lao động xã hội tỉnh. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tăng Ngọc Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cũng vừa đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các tập thể, cá nhân tại huyện Văn Bàn. Đồng chí Tăng Ngọc Phong và đoàn công tác đã đến thăm hai xã Khánh Yên Thượng và Khánh Yên Hạ. Đây là hai xã của huyện Văn Bàn vừa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân các xã trong năm vừa qua. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác đã tặng quà cho các xã, các gia đình chính sách và người cao tuổi, chúc mọi người, mọi nhà đón xuân vui tươi, đầm ấm và an toàn. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Khương, đồn biên phòng Pha Long và đồn biên phòng Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương. Tại các đồn biên phòng đến thăm, đồng chí Lý Xeo Dìn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chia sẻ những khó khăn của đơn vị, ghi nhận những thành tích và kết quả công tác trong năm 2016 vừa qua. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Lý Xeo Dìn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng quà Tết, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, bày tỏ tin tưởng cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết, bám nắm địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết tặng quà cho bà Lù Thị Cảm, là mẹ liệt sĩ Vàng Xeo Xìn, đang cư trú tại tổ dân phố xóm mới 3, thị trấn Mường Khương. Tại huyện Sapa, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tới thăm hỏi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hầu Thào. Đây là địa phương có nhiều thành tích phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Thể đã biểu dương chúc mừng những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hầu Thào đạt được trong thời gian qua,
đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực chăm lo cho người nghèo, người có công để các gia đình có một cái Tết cổ truyền no ấm vui tươi. Tới thăm gia đình ông Đoàn Văn Phượng, sinh năm 1952, cư trú tại tổ dân phố 11A, thị trấn Sapa, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Thể khẳng định, cấp ủy, chính quyền và người dân Lào Cai luôn khắc sâu ghi nhớ công ơn của những người đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đơn vị được giao giúp đỡ các huyện Ba Mi A của Lào Cai, đã tới thăm tặng quà tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà và Simacai. Tại huyện Mường Khương có 500 hộ gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện được nhận quà Tết từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Trong những năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam luôn là đơn vị đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ cây con giống để bà con phát triển sản xuất. Tại huyện Bắc Hà trong thời gian qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng đã triển khai nhiều chương trình đầu tư hỗ trợ kịp thời để huyện thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, thường xuyên kiểm tra các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã trao tặng 350 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bắc Hà. Chiều qua ngày 17 tháng 1, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 30A của tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo nghị quyết 30A của Chính phủ năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nguyễn Chí Trang đồng chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo trong cả nước, trong đó có 3 huyện Mường Khương, Bắc Hà và Simacai của tỉnh Lào Cai. Cùng với sự giúp đỡ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, kinh tế xã hội và đời sống nhân dân 3 huyện đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Theo số liệu điều tra tháng 11 năm 2016, huyện Simacai đã giảm hơn 900 hộ nghèo, huyện Bắc Hà giảm trên 1.000 hộ nghèo, huyện Mường Khương giảm gần 1.500 hộ nghèo. Về hỗ trợ phát triển bền vững, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã giải ngân 373 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch so với thỏa thuận đầu năm 2016. Về hỗ trợ giảm nghèo, nâng cao dân trí, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt đối với 3 huyện nghèo với số tiền gần 16 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Ngoài ra, Ngân hàng đã hỗ trợ bằng hiện vật là các phần quà nhân ngày lễ Tết khai giảng cho các cháu học sinh nghèo của 3 huyện với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đánh giá cao kết quả về giảm nghèo tại 3 huyện được hưởng lợi từ nghị quyết 30A. Đồng chí khẳng định kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng hy vọng thời gian tới, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục có những chương trình hỗ trợ, đầu tư để giúp đỡ các huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai thoát nghèo. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nguyễn Chí Trang đã ký kết chương trình hoạt động và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ phối hợp thực hiện trong năm 2017 giữa tỉnh Lào Cai và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong khối hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Tập trung tham mưu cho tỉnh trong chỉ đạo tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện có hiệu quả 4 chương trình công tác trọng tâm, 19 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa 23 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong khối. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có 67 trên 67 chi đảng bộ cơ sở tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 12 của Đảng cho trên 3.300 đảng viên và trên 1.500 quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì và thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch. Hoạt động của các đoàn thể chính trị, xã hội tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
Tại hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra cho 2 cá nhân, tặng giấy khen cho 9 đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và trao thưởng cho 15 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 1947 năm 2017. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp thuộc khối cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn nỗ lực cố gắng tìm mọi giải pháp tốt nhất để ổn định và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp được quan tâm. Tổng mức doanh thu toàn khối năm 2016 ước đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2015. Các doanh nghiệp trong khối thực hiện nộp ngân sách nhà nước được trên 830 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,9 triệu đồng trên người trên tháng. Công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp ủy trong đảng bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Trong năm đã kết nạp mới được 88 quần chúng ưu tú vào đảng. Năm 2017, Đảng bộ khối doanh nghiệp đặt mục tiêu lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Thành ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa văn minh. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai. Trong năm 2016, đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các trưởng thôn trên địa bàn thành phố đã từng bước được củng cố, kiện toàn, có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở của thành phố Lào Cai luôn nhiệt tình, trách nhiệm với việc làng, việc phố, đóng góp rất quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an ninh, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua của thành phố, các bí thư chi bộ, trưởng thôn và tổ trưởng dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực hưởng ứng phong trào do các cấp phát động, gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tham gia tích cực vào các hoạt động lớn trên địa bàn, giải quyết thấu đáo kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở, khu dân cư. Kết thúc năm 2016, Simacai là địa phương đạt tỷ lệ giảm nghèo cao nhất trong toàn tỉnh, giảm được 14,55% số hộ nghèo. Cùng với nhiều nguyên nhân khác, thì việc phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã góp phần rất tích cực tạo nên thành công này, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhưng gia đình chị Giàng Thị Sáng, vốn là một hộ nghèo ở xã Simacai, đã có chừng 5kg thịt lợn treo gác bếp. Năm nay, gia đình chị quyết định tổ chức đón Tết tươm tất hơn để mừng vì cuộc sống đang dần khấm khá. Cũng nhờ được vay vốn ngân hàng chính sách, làm được chuồng trại, chăm sóc châu bò tốt hơn nên châu bò năm nay đều đã đẻ cả. Được tất cả 5 con, 4 con nghé và 1 con bê, mừng lắm. Năm nay ăn Tết to hơn một tí để năm sau cố gắng nhiều hơn. Đàn lợn 6 con này của gia đình bà Hoàng Thị Sáu ở thôn Phố Cũ, huyện Simacai đều đã được anh em trong làng mua cả. Biết gia đình chăn nuôi không dùng cám tăng trọng nên mọi người đã đến đặt cọc tiền từ nửa tháng trước Tết. Phương pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn mà gia đình bà đang áp dụng chính là nhờ các cán bộ ngân hàng chính sách huyện Simacai tư vấn khi bà lập phương án sản xuất để được vay vốn tại ngân hàng. Bà vừa làm được chuồng để nuôi trâu bò, vừa có vốn để nuôi lợn. Bây giờ bán lợn rồi, bà để một ít ăn Tết, còn thì ra ngoài Tết sẽ mua mấy con lợn con về nuôi. Năm nay cũng khá một tí rồi, muốn mua cây áo mới cũng không phải nghĩ nhiều như trước nữa đâu. Doanh số cho vay lũy kế đến hết năm 2016 của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Simacai đã đạt hơn 92 tỷ đồng. Để giúp bà con nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các ngành trong khối nông nghiệp xuống tuyên truyền, vận động và tư vấn giúp bà con các phương án phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả. Có một số hộ về nhận thức, về phong tục tập quán của bà con nó cũng chưa được là đầy đủ, cho nên quá trình là sử dụng vốn đôi khi là nó cũng là cũng còn chưa hiệu quả. Vì vậy nên là ngành xã hội chúng tôi vừa là bên chủ tài vốn, vừa là phối hợp với cấp ủy chính quyền
đặc biệt là các ban ngành như Hội Phụ Nữ, Hội Chiến binh, Hội Nông dân, rồi là khuyến nông của xã đến nơi để vận động, để hướng dẫn bà con cách thức nuôi trồng. Thì báo công anh là vì vậy nên qua thực tế ở trên địa bàn các xã là cái đồng vốn của ngành chính sách xã hội, đặc biệt là vốn hộ nghèo, và sử dụng tương đối là hiệu quả. Những ngày qua trên địa bàn huyện Simacai liên tục có mưa khiến thời tiết thêm lạnh giá. Những cán bộ của Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn cùng cán bộ ngành nông nghiệp huyện xuống với từng thôn, từng bản để tư vấn, đôn đốc đồng bào thực hiện các biện pháp giữ ấm cho gia súc, gia cầm, đảm bảo hiệu quả chăn nuôi, giảm nghèo bền vững. Trong mọi công việc của thôn, của bản, anh luôn là người tiên phong, gương mẫu, được bà con nghe và tích cực làm theo. Nhờ sự nhiệt tình, năng động của mình, anh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt trong công tác làm đường xây dựng nông thôn mới. Anh là Cứ A Chu, trưởng thôn Móng Xến 2, xã Trung Trải, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Thôn Móng Xến 2, xã Trung Trải vào những ngày này, thay vì con đường đất trơn trượt, lầy lội là con đường liên thôn được bê tông sạch đẹp, xe máy đi vào thuận tiện. Con đường liên gia trong đó chạy đến nhà trưởng thôn Cứ A Chu cũng được bê tông chắc chắn. Đây cũng chính là con đường bê tông đầu tiên của thôn do anh Chu tự bỏ công tiền ra để làm. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn vận động anh em trong gia đình hiến hơn 3.000 mét vuông đất để mở đường. Bà con thấy được có con đường mới đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng, trẻ em đến trường không sợ ngã mỗi khi trời mưa, từ đó ai cũng đồng tình hưởng ứng. Với sự đồng thuận, đoàn kết, trên 80 mét đường ngõ xóm được mở mới trong 2 tuần, với sự tham gia nhiệt tình của 100% hộ dân, trong đó 60 hộ hiến trên 2.000 mét vuông đất sản xuất. Đồng chí Chu là một trong những trưởng thôn rất là tâm huyết, nhất là gương mẫu đi đầu trong các cái hoạt động, ví dụ như là tự giác mở đường và đổ đường bê tông đi vào nhà, rồi là trong cái lĩnh vực tuyên truyền vận động, huy động học sinh ra lớp. Đến nay là tỷ lệ chuyên cần của thôn là cũng đã đạt rất là cao, trên 90%. Đồng chí Chu thì được xã đánh giá là một trong những trưởng thôn luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao so với thôn. Là một tấm gương tiêu biểu của xã. Được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, anh Chu luôn tích cực vận động bà con thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, bất cứ công việc gì bà con gọi là anh đều có mặt. Cũng được hầu hết là vì nhân dân tín nhiệm, mình cố gắng để đảm nhiệm công việc trưởng thôn để giúp những cái tâm tư và nguyện vọng khó khăn đòi hỏi của nhân dân thì mình phải có kiến nghị. Anh Chu quan niệm muốn nâng cao nhận thức của người dân trong thôn cần phải kiên trì, bản thân luôn phải đi đầu thực hiện. Bởi vậy anh luôn tìm tòi những cây trồng, con giống mới vào trồng, vào nuôi để vận động nhân dân thực hiện theo. Nhờ áp dụng các giống lúa ngô cho năng suất cao vào sản xuất nên một năm anh thu được 40 bao thóc, 5 tạ ngô. Gia đình nuôi hàng trăm con gà, 10 con lợn, 7 con trâu. Hiện nay gia đình anh cũng đang trồng cây đào, cây chanh có giá trị kinh tế cao để thử nghiệm và khuyến khích bà con làm theo. Riêng Cứ A Chu thì nó là một người rất là nhiệt tình và rất giúp đỡ người dân. Không ngại nắng mưa, lúc nào mình có việc gì mình cứ hỏi nó là nó giải quyết cho mình luôn. Với những nỗ lực hết mình, nhiều năm liền anh Cứ A Chu luôn được chính quyền xã, huyện khen thưởng là tấm gương sáng để người dân học hỏi và làm theo. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Những ngày này, lượng người dân Gambia đi sơ tán đang tăng nhanh trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia Tây Phi chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nhiều người lo sợ các xung đột bạo loạn có thể xảy ra sau khi Tổng thống Yahya Jammeh không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tháng 12 năm 2016 và từ chối chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Adama Barrow. Hàng loạt quan chức cấp cao của Gambia đã từ chức và Ngoại trưởng Gambia thậm chí đã rời bỏ quốc gia. Căng thẳng leo thang hơn khi các nước Tây Phi khác và Nigeria tuyên bố sẽ sẵn sàng can thiệp quân sự nếu cần thiết. Càng gần ngày từ chức của Tổng thống mãn nhiệm Jammeh, dòng người di cư tăng lên đột biến, hàng loạt xe buýt đưa người dân ra khỏi thủ đô và tới các vùng lân cận, thậm chí sang các nước láng giềng.
Trong diễn biến liên quan, Mỹ đang hối thúc Tổng thống mãn nhiệm Jammeh chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Amada Barrow và tránh đưa quốc gia Tây Phi rơi vào cảnh hỗn loạn. Trái lại, nếu ông Jammeh tiếp tục giữ vị trí, điều đó sẽ gây hiểm họa tới di sản chính trị của ông Jammeh và cho đất nước Gambia. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Barrow diễn ra vào ngày 19 tháng 1 tới đây. Ngày 17 tháng 1, tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên của Thượng viện Mỹ đã diễn ra cuộc điều trần của Bộ trưởng Nội vụ được đề cử Ryan Zinker, trong đó trọng tâm là về quan điểm của ông trước vấn đề khí đốt hay môi trường. Phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện, ông Zinker khẳng định sẽ xem xét lại quyết định của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama về việc hạn chế khai thác dầu và khí đốt tại nhiều bang trên khắp cả nước. Khi được hỏi về vấn đề môi trường, ông Zinker tin rằng nhân loại là một phần tác nhân dẫn tới hiện tượng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, giải pháp cho vấn đề này vẫn cần phải thảo luận. Lập trường của ông Zinker được cho là đối nghịch với Tổng thống đắc cử Trump, khi trong suốt quá trình tranh cử, ông Trump liên tục phủ nhận sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang hướng về ngày 20 tháng 1, thời điểm ông Donald Trump tuyên thệ chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của xứ cờ hoa, với hàng loạt chính sách được kỳ vọng đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tuy nhiên, ngay trước thềm lễ nhậm chức đã xuất hiện thông tin cho rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục. Chỉ hai ngày trước lễ nhậm chức, CNN và ABC News, Washington Post đã cùng công bố kết quả hai cuộc thăm dò dư luận khác nhau. Theo đó, có tới 53-54% số người được hỏi không ủng hộ cách ông Trump quản lý quá trình chuyển giao quyền lực trước khi chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới, cũng như cho rằng ông không đủ các điều kiện để trở thành Tổng thống Mỹ. Theo giới phân tích, kết quả này đã khiến tỷ phú bất động sản Mỹ trở thành tân Tổng thống ít được tín nhiệm nhất kể từ khi các cuộc thăm dò như thế này được tiến hành vào năm 1940. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức đã cơ bản hoàn tất. Giới phân tích nhận định, cho dù kết quả thăm dò mới có phủ bóng đen lên ngày lễ nhậm chức của ông Trump hay không, thì người dân Mỹ hoàn toàn có thể đặt hy vọng về một nước Mỹ vĩ đại trở lại trong ít nhất là 4 năm sắp tới. Với chủ đề tình trạng bình thường mới, chủ nghĩa đa phương với tính đa cực, hôm qua đối thoại Raisina lần thứ hai, hội nghị địa chính trị hàng đầu Ấn Độ đã khai mạc trọng thể tại khách sạn Thai Palace, thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là hội nghị thường niên do Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ tổ chức. Năm nay, đối thoại Raisina có sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ 65 quốc gia trên thế giới. Phát biểu trong lễ khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay hợp tác với khu vực Đông Nam Á là trọng tâm trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Ông còn khẳng định khu vực châu Á đang có sự thay đổi nhanh chóng và thế kỷ này thuộc về châu Á. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cấu trúc an ninh ở khu vực phải cởi mở, minh bạch, cân bằng và có các bên tham gia. Đề cập tới quan hệ với Trung Quốc, ông Modi khẳng định Ấn Độ và Trung Quốc có rất nhiều cơ hội về kinh tế. Bên cạnh đó, hai nước cũng cần thể hiện sự nhạy cảm và tôn trọng những quan ngại và lợi ích cốt lõi của nhau vì hòa bình và tiến bộ trong khu vực. Theo Thủ tướng Ấn Độ, việc tôn trọng tự do hàng hải phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế là yếu tố then chốt cho hòa bình và phát triển kinh tế trong khu vực địa lý biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn và kết nối với nhau hơn. Cuộc đối thoại Raisina lần thứ hai diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 1. Liên quan đến chiến dịch tổng lực đánh đuổi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại thành phố chiến lược Mosul ở miền Bắc Iraq, tối qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết lực lượng đặc biệt của nước này sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh giải phóng hoàn toàn phía đông Mosul. Theo Thủ tướng al-Abadi, chỉ 3 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch tổng tấn công IS tại Mosul, liên minh quân sự do Mỹ hậu thuẫn đã đẩy IS ra khỏi 3/4 vùng lãnh thổ phía đông của Mosul. Và kết quả này có được là nhờ vào sự phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn giữa các lực lượng thuộc liên minh quân sự. Hiện, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq, CTS, lực lượng tinh nhuệ của nước này đang nắm giữ phần lớn bên trong Mosul. Theo Trung tướng Abdul Ghani al-Assadi, chỉ huy lực lượng CTS, quân đội sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh giải phóng hoàn toàn phía đông của Mosul và chuẩn bị cho sứ mệnh giải phóng phía tây. Hàng nghìn dân thường đã bị chết và bị thương kể từ khi liên minh quân sự phát động các cuộc truy quét IS từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Hiện vẫn còn rất nhiều người dân bị kẹt lại tại thành phố này. Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng với nội dung trọng tâm là bảo vệ chủ nghĩa toàn cầu hóa. Vấn đề này được ông Tập Cận Bình đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều quan ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch
đặc biệt là ở Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Tập Cận Bình là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên tham dự cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo chính trị, các giám đốc điều hành và những người nổi tiếng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hợp tác. Ông khẳng định chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bài toàn cầu hóa đang gia tăng, và điều này không tốt cho sự hợp tác kinh tế sâu rộng hơn trên toàn cầu. Là diễn đàn toàn cầu uy tín bàn luận về những vấn đề kinh tế phát triển và thời sự thế giới, Diễn đàn Davos năm nay tập trung vào chủ đề lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm, nhằm đề cao vai trò quản trị toàn cầu trong việc đối phó với những thách thức trong thời kỳ mới. Diễn đàn sẽ tập trung đặc biệt vào 5 vấn đề chính: hợp tác quốc tế, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, tạo một bản sắc chung, vấn đề cải cách của chủ nghĩa tư bản và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.